Chào các em. Các em ơi, hôm nay chị có món đồ chơi mới nha. Đó là một hộp búp bê công chúa. Rất là xinh. Búp bê ở bên trong hộp nè, mặc nguyên một bộ đồ váy rất là xinh màu vàng nha. Bên này có đồ nấu nướng cho búp bê nữa nè. Có lược, có trang điểm. Wow, và chúng ta có 6 bộ đồ cho búp bê luôn. Rất là nhiều đồ trong hộp đồ chơi này đúng không nào? Đằng sau này cũng có in hình rất là nhiều công chúa nè. Đẹp quá các em ơi. Rồi bây giờ chị sẽ mở hộp đồ chơi này ra nha, cho các em xem rõ hơn. Ta-da! Đây là bộ đồ chơi công chúa búp bê của chúng ta nè. Có xinh không các em? Rồi bây giờ chúng mình sẽ gỡ từng bộ phận, từng cái vật trong này ra để xem nha. Đây là búp bê công chúa của chúng ta. Có gương mặt rất là xinh, đôi mắt to, đôi môi chúm chím. Và búp bê này không có khớp các em ạ. Búp bê này chỉ là loại búp bê bình thường thôi. Và cô ấy đang mặc trên người là một bộ váy công chúa màu vàng. Cô ấy có một mái tóc vàng xoăn nhẹ và có một tí lai hồng ở trên. Wow, chiếc váy của cô ấy được may thêm những đường rất là lấp lánh, rất là nổi bật luôn. Trông cô ấy rất là sang trọng, giống như là một cô công chúa trong một hoàng gia đó. Đẹp quá. Và khuôn mặt rất là xinh nha. Mắt rất là to, môi thì chúm chím. Tóc thì dài, dày. Hai bên này được may tay phồng nè, rất là đáng yêu. Trời, chị sẽ cho công chúa ngồi xuống nha. Á, công chúa này không có mang giày các em ơi. Thôi được rồi, chúng mình sẽ cho công chúa ngồi xuống đây nghỉ ngơi một tí nè. Bây giờ chị sẽ giới thiệu tiếp những món đồ tiếp theo. Đây là một hộp phấn nè các em ơi, đây là hộp phấn mắt nha. Wow, hộp phấn mắt đẹp quá, hình bông hoa. Có cái gương nè, cái gương để soi. Và ở dưới thì chúng ta có 4 màu. Xanh dương nè, xanh lá cây nè, vàng và hồng. Và cái cây ở chính giữa này là cọ để đánh phấn nha. Wow, rất là đẹp. Rồi, chúng mình bỏ qua một bên và lấy món đồ tiếp theo. À, đây là hai cái ống quấn tóc nè, để làm tóc cho búp bê. Để làm xoăn tóc cho búp bê, chúng ta sẽ dùng hai cái ống quấn này. Rồi tiếp theo, wow, một cây lược rất là đẹp, rất là sang. Đây là cây lược của công chúa nha. Một cây lược màu hồng. Rồi đẹp quá, bây giờ chúng ta sẽ xem tiếp theo là gì. Đây là bộ đồ chơi kèm theo. Đó chính là bộ đồ chơi nấu đồ ăn, đồ bếp cho búp bê. Bây giờ chị sẽ mở ra luôn nhé. Rồi đầu tiên đó là một chiếc chảo màu xanh dương. Và ở trong này có hai quả trứng nha các em. Tiếp theo là một cái nồi màu hồng. Và cái nồi này có một chiếc nắp kèm theo. Ta có thể đậy lắp lại luôn. Rất là giống thật. Xinh quá, búp bê của chúng ta có thể nấu ăn. Rồi tiếp tục
là một cái nồi nữa, một cái nồi màu hồng, nhưng mà nó lớn hơn cái nồi lúc nãy nha. Nó có thể nấu nhiều hơn. Có nắp luôn. Rồi, bỏ qua một bên. Tiếp theo chúng mình sẽ lấy gì ra nào? Ở đây thì mình có một cái ấm trà. Đó, màu xanh dương. Cũng rất là đẹp. Chúng ta có thể lễ lên bàn ăn cho búp bê. Rồi, còn lại 3 món chị sẽ lấy ra luôn nhé. Đây là chảo nè. À, không phải cái chảo mà là cái xẻng để chúng ta chiên trứng nha. Rồi, có 2 cái xẻng để chúng ta chiên trứng và 1 cái muỗng. Đó, các em thấy không? Rất là vui. Và cái muỗng này để múc nè. Rồi, chúng ta đã xem xong những phần đi kèm theo của búp bê. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thay đồ cho búp bê nha. Chị sẽ giới thiệu những bộ quần áo có trong cái bộ đồ chơi này. Đầu tiên thì đó là một bộ váy màu hồng. Phần dưới có xếp ly xòe rất là dễ thương. Chị rất là thích bộ váy này. Và ở trên thì chúng ta có một sợi dây màu vàng đính ở trên áo để cho phần áo nổi bật hơn và trồng qua cổ. Bây giờ chị mặc thử cho búp bê nào. Wow, rất là vừa vặn. Chị rất là thích bộ váy này, rất là đẹp, rất là dễ thương. Chị đã mang cho búp bê một đôi giày màu đỏ nè. Cô ấy mặc bộ trang phục này vào thì trông rất là hiền lành và đáng yêu đúng không? Tiếp theo sẽ là một bộ váy màu xanh, kiểu cũng y như cái bộ ban đầu. Và loại vải này thì là loại vải mà chị cũng không thích lắm, nhưng mà cái kiểu thì rất đáng yêu. Bây giờ chị mặc thử vào cho búp bê nhé. Rồi, bộ này thì không đẹp bằng bộ ban đầu rồi, nhưng mà trông búp bê rất là xinh. Nó không có độ xòe giống như là bộ ban đầu. Tiếp theo là một bộ váy màu vàng. Và ở trên này có những chai dâu nhỏ rất là dễ thương. Và cũng có một sợi dây để trồng cổ của búp bê. Rồi bây giờ chúng mình sẽ mặc thử. Wow, bộ này thì có thể đi dạo phố nè. Rất là dễ thương. Tiếp theo là một bộ váy màu xanh. Bộ váy này thì khá là đơn giản. Chỉ có may một phần ở đằng sau và hở lưng. Thôi rồi, mặc vào cho búp bê. Wow, rất là sexy. Nhưng mà bộ này chị chỉ cho búp bê mặc ở nhà thôi, vì chị không thích cái kiểu của bộ này lắm. Tiếp theo, một bộ đồ y như bộ màu xanh lúc nãy thôi, nhưng mà nó có nhiều cái loại vải này, nó có đính những cái đồ lấp lánh lên nè các em. Wow, những bộ váy như thế này thì chị sẽ cho búp bê mặc ở nhà thôi nha. Mặc ngủ, đồ ngủ đó các em. Tiếp theo một bộ đồ. À, bộ này là bộ cuối cùng của chúng ta. Một bộ váy hồng nhé. Trời, đây, búp bê đã mặc vào rồi. Và cũng rất là xinh. Những bộ đồ này thì tất nhiên là sẽ làm bộ đồ mặc ở nhà cho búp bê. Trời, bây giờ chúng mình cùng xem lại tất cả những đồ dùng, những đồ đi kèm trong bộ đồ chơi này nha. Rất là xinh. Có rất là nhiều đồ. Và chị thích nhất là bé búp bê mặc rất là xinh. Các em ơi, hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của chị để xem nhiều video mới hay nhé. Chào tạm biệt các em.